Chắc hẳn chúng ta đã biết rằng Minecraft Dungeon là một trong những trò chơi được mong chờ nhất trong năm 2020. Với nhiều dự đoán như vậy, thì việc tìm được những thông tin đầy đủ và chính xác là khá là khó khăn. Vậy thì chào mừng các bạn, mình là Dekuran và hôm nay mình sẽ nói những điều bạn cần biết về Minecraft Dungeon. Hãy bắt đầu thôi. Maybe you. Minecraft Dungeon được lấy cảm hứng từ những tựa game RPG cũ như ở Diablo. Nhưng thay vì sử dụng Java giống như các tựa game Minecraft cổ điển, thì Minecraft Dungeon được sử dụng Unreal Engine 4 nên game có nền đồ họa rất đẹp và bắt mắt, nhưng cũng không vì thế mà đánh mất chất Minecraft của tựa game. Điều này rất quan trọng vì game không tập trung vào việc xây dựng, thay vào đó là looting, lên cấp và combat. Và đặc biệt, khi chơi, người chơi sẽ được gặp những vật phẩm khá thú vị được gọi là Artifact. Nó giúp tạo các chức năng đặc biệt như triệu hồi đồng đội hoặc đơn giản là tránh cung tên của Skeleton. Cùng với đó là ba vật phẩm chính là vũ khí cận chiến, vũ khí đánh xa và sáp. Đặc biệt, người chơi cũng có khả năng sử dụng hai loại vũ khí cùng một lúc. Và đây chính là điểm tạo nên sự khác biệt giữa các tựa game RPG khác, đồng thời mang một chất rất Minecraft. Minecraft Dungeon có các items có độ hiếm trải dài từ Common đến Unique là cực hiếm. Các item Unique sẽ có khả năng cực khủng. Tất cả những vũ khí mà người chơi beta đã gặp đến bây giờ là cung, crossbow, kiếm, búa, liềm, khiên và pickaxe. Mỗi item có thể enchant 3 lần, trong đó mỗi lần người chơi có thể lựa chọn một trong 3 enchantment. Bạn cũng có thể nâng cấp level enchant để có thể tăng hiệu quả. Mojang, bây giờ là Mojang Studio, đã thông báo rằng game sẽ có tổng cộng 40 enchantment khi ra mắt, 20 cho melee và 20 cho range. Cốt truyện trong game có lẽ là một thứ không thể thiếu. Game xoay quanh một Elytra chiếm hữu một cầu sức mạnh. Vâng, chính là nó. Và sau đó đi tàn phá thế giới. Do game mới ra mắt nên chúng ta vẫn chưa biết chi tiết về ending của game hay câu chuyện sau ending. Nhưng chắc chắn sau mỗi lần chơi, độ khó ở game sẽ tăng, cũng như độ ngon của items. Cùng với đó, sau mỗi một lần chơi, map cũng sẽ thay đổi khác biệt so với lần trước. Chúng ta cũng sẽ có một hệ thống nhiệm vụ và bạn có thể nhận nhiệm vụ ở các checkpoint. Chúng ta cũng có một vài boss mới, nhưng chủ yếu là mini boss. Qua khả năng cao, Minecraft và Minecraft Dungeons sẽ có sự trao đổi và bổ sung các mob cho nhau. Thậm chí là có thể sẽ có sự hiện diện của Ender Dragon ở trong game. Với mức giá của game, phiên bản cơ bản nhất có mức giá là $20, tức khoảng 480.000, và phiên bản Hero bao gồm thêm 2 DLC, Cape và 2 Skin thì sẽ có giá là $30, tức khoảng hơn 700.000. Ngoài ra thì game sẽ không có hệ thống mở hòm hay mua vật phẩm bằng tiền mặt. Minecraft Dungeon hiện đã có mặt trên Xbox One, PS4, Nintendo Switch và PC. Hiện tại, nếu bạn muốn mua Minecraft Dungeon chính hãng thì có thể truy cập trang web arcminecraft.net. Đây chính là trang web đầu tiên ở Việt Nam nhận đặt hàng Minecraft Dungeon với giá cả rất phải chăng. Ngoài ra, trang quần bán Arc Minecraft Premium và đặt hàng rank hoặc các vật phẩm trên server Hypixel. Nên hãy truy cập ngay nếu bạn hứng thú. Link mình sẽ để ở dưới phần mô tả. Nếu bạn thấy video này hay, hãy để lại một like và một subscribe để ủng hộ kênh mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Peace out.